Chào các bạn, tôi là Thắng. Trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay thì sẵn có trường học đặt tôi làm 50 cái diều cung từ tre, nên là tôi quay lại cái quá trình làm cái diều cho các bạn xem. Để làm được một cái diều cung ấy thì cái nguyên liệu chính, cái vật liệu chính ấy là tre. Đây, tre các bạn chọn tre già thì nó sẽ dẻo dai nhá. Ngoài tre ra thì có dây, đây tôi có một con dây dù này, theo 52 thước, cưa và dao. Các bạn xem cái cách tôi ra tre nhé. Đầu tiên là chúng ta bổ tre ra, cưa nhá, cưa chọn mắt, chọn những cái đoạn đầu mặt này nó đều nhau này. Chẳng hạn tôi muốn làm cái cánh diều mà cho học sinh nó chỉ bé khoảng cái chiều dài nó khoảng 80 phân thôi, nên là tôi sẽ lựa chọn mấy cái mắt, mấy cái đoạn. Các bạn đặt dao vào những cái đầu mặt này, các bạn tách ra nhá. Các bạn đặt cái mũi dao này vào này. Sau khi các bạn ra tre xong này, các bạn đo lấy cho tôi hai cái đoạn 80 phân như này nhé. Các bạn chia đều cân ra nhá, cân cả cái khoảng từ đầu mặt này nhá, 80 phân nhá. Thì các bạn quan sát cái cách tôi vót này, cái khung của cái diều này thì nó khá là quan trọng nhá. Làm diều có thể nói là cái vót là cái quan trọng nhất. Vót làm sao thì các bạn phải vót làm sao cho nó thật dẻo nhá, nhỏ đều mịn và dẻo nhá. Thì các bạn quan sát cái cách tôi vót nhá. Các bạn lưu ý nhá, vót thì các bạn để lại cái phần cật này nhá, đừng vót cái phần cật này đi, mà chúng ta qua đây gọi là cái phần ruột này, cái phần mặt cật để chúng ta để lại nhá. Và hai cái đầu này này các bạn vót phải thật là cân nhá, phải thật là cân đối nhá. Còn cái khoảng giữa thì tương đối thôi, còn hai cái đầu này nó quan trọng, rất là quan trọng ở hai cái đầu này nhá. Các bạn này, sau khi đây này, như thế này là tròn tương đối này, tương đối và rất là nhỏ nhắn đẹp đẽ này. Bây giờ là các bạn, cái này là 80 phân nhá, nhưng bây giờ các bạn đưa thước lên, các bạn đo, các bạn lấy một cái điểm ở giữa cho tôi, xong đánh dấu. Đây các bạn đo nhá, cái này là 80 phân nhá, thì các bạn lấy 40 phân cho tôi, đánh dấu nó vào. Đánh dấu nó vào để các bạn đo xem nó có cân chưa. Đây là 40 phân này. Rồi. Tôi đánh dấu 40 phân này.
40 phân là các bạn để lên trên cái lưỡi dao này cho tôi nhá. Để các bạn xem nó cân chưa ấy. Đấy. Các bạn đo xem nó cân chưa này. Đây này, như này là nó hơi bị lệch này. Nó lệch về phía bên tay trái này thì các bạn phải vắt cái phần phía bên tay trái này đi một chút để cho nó cân đối này. Nó cân đối thì nó diều nó mới cân được các bạn nhá. Rất là quan trọng đấy. Không những cân đối mà nó phải đều nhau cơ. Hai cái đầu này nó phải tạo một cái điểm cong nó đều nhau. Đây này, đấy là được rồi các bạn này. Đấy, nó cân như này là được rồi nhá các bạn nhá. Nó cân như này là được rồi nhá. Đấy, nó cân vậy là được rồi. Bây giờ tôi tiếp tục vắt một cái nan thứ hai nhá. Đây này, các bạn tiếp tục vắt một cái nan thứ hai như cái nan một vừa xong nhá. Sau khi các bạn vắt xong hai cái nan diều nó tương đối cân đối rồi nhá, các bạn tiếp tục đánh dấu cho tôi này. Các bạn đo từ cái điểm lấy dấu này ra lấy 20 phân nhá. Các bạn đánh dấu cho tôi này. Đánh dấu cho tôi. Đánh dấu để tí để lát tôi sẽ giải thích sau này. Các bạn đánh dấu ở đây 20 này. Từ cái đầu này đến đây là 20 phân nhá. Bên đây cũng vậy này. Đấy rồi này. 20 phân này các bạn đánh dấu nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bạn làm lấy một cái đoạn khoảng ngang một đoạn tre ngắn như này nhá, khoảng gần 30 phân nhá. Thì bây giờ các bạn quan sát cái cách buộc khung này lên diều đấy. Đấy thì đầu tiên các bạn đây các bạn đặt cho tôi như này nhá, các bạn để này đặt đúng tâm này, đúng cái điểm lấy dấu này, các bạn để cho tôi như này, các bạn dùng keo 502 các bạn nhỏ vào và buộc dây đây nha các bạn này, các bạn để như này cho tôi này. Đó. Sau đấy các bạn lấy keo 502 này, các bạn đánh dấu và nhỏ vào cho tôi để lấy điểm dính này. Đấy. Như này nhá, xong các bạn lấy dây bó các bạn buộc này. Tiếp tục này các bạn này, tiếp tục để vào đúng tâm điểm này, các bạn dò một cái keo vào này. Sau đây các bạn buộc này. Này, sau khi các bạn buộc xong cái nút này, tiếp tục các bạn cắt cái chỉ này đi. Đến đây các bạn buộc hai cái đầu này lại cho tôi nhá. Các bạn buộc hai cái đầu này vào cho tôi này.
Rồi các bạn buộc nhá, buộc buộc hai đầu lại cho tôi nhá. Buộc hai đầu lại cho tôi này. À, các bạn sau khi các bạn buộc xong như này nhé, các bạn lại tiếp tục dùng keo các bạn nhỏ nhá, các bạn nhỏ keo cho tôi này, nhỏ keo vào những cái chỗ mối buộc ấy, nhỏ keo. À, thời buổi bây giờ làm nó có nhiều cái để làm, nó tiện lợi hơn ngày xưa làm. Ngày xưa chúng tôi làm thì không có giấy ni lông để bọc đâu, mà là bằng giấy bu lia hoặc là giấy cái giấy học sinh, rồi chúng tôi bóc đôi ra ấy, rồi dán nấu hồ hoặc lên dán. Các bạn nhỏ keo nhá. Cái đầu này các bạn cắt đi này, cắt cái dây thừa này đi nhá. Cắt đi rồi các bạn cắt, sau khi cắt cái đầu cái dây đi này, các bạn quấn qua đây cho tôi này, quấn qua này, quấn qua hai vòng cho tôi. Quấn qua đây nhá. Các bạn cầm này, các bạn kéo. Các bạn để sang với đầu bên đây, các bạn kéo nhá, kéo để cho nó tạo thành một cái cánh cung cong đấy. Đấy, các bạn thấy không? Tương đối cong này, đó. Tương đối cong và đều nhá. Các bạn kéo làm sao ấy nó đều nhá. Đấy. Sau đấy các bạn đặt vào cái giữa này cho tôi, chia cái khoảng giữa này đôi ra cho tôi. Các bạn luồn dây này nhỉ, luồn dây qua nhá, luồn dây qua này. Đấy, các bạn kéo cong này, cong này, đặt vào bên đây cũng thế này, các bạn kéo cong cho tôi nhá. Đấy, cong này, các bạn quấn xuống như này, quấn xuống như này nhá. Rồi các bạn buộc vào cho tôi. Buộc xong sau đây chúng ta điều chỉnh cái này sau các bạn nhá. Rồi các bạn quấn cho tôi, quấn chặt chẽ. Sau khi bạn nhỏ keo này thì các bạn buộc vào những lại tiếp tục buộc cho tôi những cái dây như này vào cái điểm đánh dấu lúc nãy đấy. Đấy, sau khi ra đây thì nó sẽ được một cái định dạng như này. Tiếp theo nhá, các bạn lấy đây, tôi tận dụng cái giấy ni lông bỏ đi này. Đấy, và khâu nhá các bạn nhá. Các bạn đặt vào và khâu nhá. Đấy, các bạn cứ gấp vào, các bạn khâu theo viền nhá. Đấy, sau khi khâu cái viền xung quanh rồi thì các bạn lấy kéo cắt những cái phần thừa để đi cho nó gọn nhá. Khi làm diều ấy thì là cái quá trình vót nan là quan trọng nhất. Tiếp đến là cái quá trình buộc dây lèo nhá các bạn nhá. Lèo diều nhá, dây lèo nó cũng khá là quan trọng nhá. Phải buộc, phải khóa làm sao cho nó không cân đối, không xê dịch, để nó bay lên, nó không gặp gió, nó không xê dịch nhá. Thì sau khi ngay sau đây thôi, mình cắt xong cái những cái này xong cho nó gọn gàng rồi mình sẽ hướng dẫn cái cách buộc lèo dây diều cho các bạn xem. Như thế là tôi đã khâu xong rồi này. Khâu xong bây giờ là cái công đoạn cũng rất là quan trọng và là cuối cùng đấy ạ. Cắt gì này. Bây giờ là buộc lèo này. Chỉ dù các bạn nhé.